Chào mừng quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với nhà phân phối vỏ xuồng cano Bobo Composite Trung Tính. Em là Miss Dixon. Thì hôm nay là một buổi chiều của ngày 24 tháng 6 năm 2022. Thì cách đây một ngày, ngày hôm qua các chị là bên Trung Tính Composite vừa mới lên hai xe tải là tầm khoảng là 30 mấy chiếc các chị, và hôm nay là sẽ đi miền Bắc dành cho những anh chị ha. Do là hiện tại là xe cũng đã đầy hàng khác rồi các anh chị, nên là bên Trung Tính Composite hôm nay sẽ lên là tầm khoảng là 5 chiếc cano. Đầu tiên chuẩn bị lên hàng của ngày hôm nay sẽ là một chiếc cano với kích thước là 4m5 ở phiên bản là cao nước. Sau đây là quá trình lên hàng chiếc cano với kích thước là 4m5 cao nước của anh Trường ở Vĩnh Phúc, Vĩnh Yên vừa mới được lên xe ha. Thì sau đây em cũng xin cảm ơn anh Trường đã quan tâm và ủng hộ Trung Tính Composite một chiếc cano với kích thước là 4m5 cao nước. Chuẩn bị lên hàng ngày hôm nay cũng là một chiếc cano với kích thước là 4m5 ở phiên bản là cao nước anh chị. Thì đây là chiếc giao đi cho anh khách bên em tên là anh Lý ở Cẩm Xuyên. Anh Lý ủng hộ bên em một chiếc cano với kích thước là 4m5 cao nước, đồng thời là ủng hộ luôn một chiếc Bobo với kích thước là 4m5 và một bộ máy Yokohama 6.5 mã lực ở gốc thẳng luôn anh chị. Thì đối với chiếc này là rộng 1m2, cao 50 và tải 800 đến là 900kg. Tiếp đến là một hồi lên chiếc Bobo 4m em sẽ tiếp tục quay và giới thiệu đến các anh chị nha. Thì đây là quá trình lên hàng chiếc cano với kích thước là 4m5 cao nước giao cho anh khách bên em tên là anh Lý ở Cẩm Xuyên, Cẩm Hà các anh chị. Thì em cũng xin cảm ơn anh Lý đã quan tâm và ủng hộ Trung Tính Composite một chiếc cano với kích thước là 4m5 cao nước này nha. Và tiếp tục lên hàng ngày hôm nay sẽ là một chiếc Bobo với kích thước là 4m được giao đi cho anh khách bên em tên là anh Lý luôn ha các anh chị. Thì đối với mẫu Bobo này thì bên Trung Tính Composite sẽ tặng kèm theo một cái bẩn ở dây cong số 2 cho các anh chị nè các anh chị. Thì từ đó là anh chị có thể là tạo nên một cái hộc để mình có thể là đựng đồ luôn ha các anh chị. Đây em sẽ ra phía trước và quay cái hộc cho các anh chị xem. Đó. Một cái khoang này mình có thể là chứa cá hoặc là chứa đồ ở trong đây. Tiếp đến là bắt đầu từ những dây cong ở phía sau cái bẩn thì sẽ có những cái lỗ dẫn nước là các anh chị, để anh chị thuận tiện hơn trong việc tát nước với các anh chị. Sau đây thì em cũng xin báo giá tham khảo trong thời điểm hiện tại em giao đi cho anh khách tên Lý ở bên em, cho những anh chị ở cả nước Việt Nam cũng có thể là có cái giá tham khảo ha các anh chị. Thì đối với những anh chị ở miền Bắc sở hữu chiếc Bobo với kích thước là 4m, chiều rộng ngang là 90 và cao 35 này, tải sức tải chiếc này sẽ tải được là 350 đến là 400kg. Thì anh chị ở miền Bắc sở hữu chỉ với giá là 6.900.000, anh chị ở miền Trung sở hữu chỉ với giá là 6.700.000, anh chị ở miền Nam sở hữu chỉ với giá là 6.200.000 và anh chị ở miền Đông sở hữu chỉ với giá là 6.500.000. Thì giá này là đã bao gồm phí vận chuyển của các anh chị, đồng thời là bảo hành cho các anh chị là 20 năm đi lại, có tặng kèm theo cho các anh chị là dầm, bộ máy và cục thun để anh chị có thể là kê cái nền máy ở phía sau này của mình ha các anh chị. Và mẫu này thì như em đã báo là tặng kèm theo cho các anh chị là một cái bẩn. Thì đối với bẩn này là chỉ với giá là 200.000 thôi các anh chị. Anh chị nào muốn phát sinh thêm những cái dây cong ở phía sau trên cái bẩn thì chỉ cần thêm cho bên Trung Tính Composite là 200.000 thì anh chị sẽ có những cái bẩn giống như vậy. Và sau đây là quá trình lên hàng chiếc Bobo với kích thước là 4m tiếp tục giao cho anh Lý ha. Thì em cũng xin cảm ơn anh Lý đã ủng hộ em thêm một chiếc Bobo với kích thước là 4m này nha. Tiếp tục được lên hàng ngày hôm nay sẽ là một chiếc cano với kích thước là 4m9 các anh chị. Thì đối với chiếc cano với kích thước 4m9 ngày hôm nay sẽ có tên là cano với kích thước là 4m9 cao nước. Thì đối với phần chiều rộng ngang của chiếc cano 4m9 cao nước này sẽ rộng là 1m4 luôn các anh chị. Còn về phần chiều cao mực nước của chiếc 4m9 cao nước này thì sẽ là cao 70cm các anh chị. Đó, đây là về phần chiều cao của chiếc cano với kích thước là 4m9 cao nước ha. Và đối với sức tải của chiếc này thì sẽ tải được cho các anh chị là 1.1 tấn đến là 1.2 tấn. Thì trong cái vùng sông nước mà không có nhiều sóng thì anh chị hoàn toàn có thể là tải hơn cái số trọng tải em vừa mới báo cho các anh chị luôn. Đối với ngày hôm nay thì lên là hiện tại là 4 chiếc rồi các anh chị, đều là màu trắng và viền cam ha các anh chị. Thì màu này là như em đã báo các anh chị là một trong những màu bán chạy và ưa chuộng nhất của bên Trung Tính Composite luôn. Anh chị khách rất là ưa chuộng cái màu này hay các anh chị, do là khi mà xuống sông cái màu trắng và viền cam này rất là nổi bật và đẹp luôn. Thì dáng của chiếc này là cực kỳ đẹp luôn hả các anh chị.
Và đối với chiếc cano 4m9 cao nước này, bên em sẽ được giao đi cho anh khách tên là anh Hạng ở Tuy Phong, Bình Thuận. Thì em cũng xin cảm ơn anh Hạng đã quan tâm và ủng hộ Trung Tính Composite một chiếc cano với kích thước là 4m9 cao nước. Thì sau đây em cũng xin báo giá tham khảo trong thời điểm hiện tại dành cho những anh chị khách nào muốn sở hữu một chiếc cano 4m9 cao nước giống như anh khách anh Hạng bên em, thì cũng có cái giá tham khảo trong thời điểm hiện tại luôn ha các anh chị. Đối với anh chị ở miền Bắc sở hữu chị với giá là 16.900, anh chị ở miền Trung sở hữu chị với giá là 16.500, anh chị ở miền Nam sở hữu chị với giá là 15.700, và anh chị ở miền Đông và Phú Quốc sở hữu chị với giá là 15.900. Thì giá này bên em là đã bao gồm phí vận chuyển cho các anh chị, đồng thời là bảo hành cho các anh chị là 20 năm, có tặng kèm theo cho các anh chị là dầm, bộ máy và cục thun. Đối với mẫu cano 4m9 cao nước này thì sẽ có hai chế độ đặt máy luôn các anh chị. Một là anh chị có thể là đặt dàn láp đuôi tôm ở đây, và sau đó là anh chị cũng có thể là đặt cái máy thủy của mình là gài ở phía sau này ha các anh chị. Đối với cái chế độ đặt rất là linh hoạt và hai chế độ này thì anh chị hoàn toàn có thể là có cái sự lựa chọn chế độ đặt máy linh động hơn trong quá trình mà mình sử dụng ha các anh chị. Và sau đây là quá trình lên hè chiếc cano với kích thước là 4m9 ở phiên bản cao nước, chiều rộng ngang là 1m2, cao 70cm của anh khách bên em tên là anh Nguyễn Hạng ở Tuy Phong, Bình Thuận. Thì ra đây em cũng xin cảm ơn anh Hạng đã quan tâm và ủng hộ Trung Tính Composite một chiếc cano với kích thước 4m9 cao nước. Tiếp tục được lên hàng ngày hôm nay sẽ là một chiếc cano cũng với kích thước là 4m5 ở phiên bản cao nước, và màu của chiếc cano này cũng là màu trắng và viền cam các anh chị. Tuy nhiên là đối với phiên bản này thì bên em sẽ là cắt bể ha các anh chị. Anh khách tên là anh Hoang này ở bên em sẽ là cắt bể, và anh cũng yêu cầu bên em là làm thêm là chữ là Hoang Hầu và số điện thoại của anh ở bên hông be này để là làm thêm yêu cầu cho anh luôn ha các anh chị. Thì sự khác nhau giữa có bệ và không có bệ thì đối với những anh chị khách nào mình chỉ là đặt cái máy thủy không á, thì mình không cần cắt bệ ở phía sau hết các anh chị. Thì cái bệ nó sẽ là cao lên ở phía bên trên đây nè các anh chị, như là mới nãy cái chiếc em vừa mới quay cho các anh chị á. Và đối với những anh chị khách nào giống như là anh Hoang này là muốn đặt dàn lá đuôi tôm ở phía sau chỗ cái ống nhỏ này là các anh chị, thì mình có thể là cắt bệ để mình có thể là đặt hai chế độ đặt máy là vừa máy thủy và vừa là máy đuôi tôm luôn. Sau đây thì em sẽ đi ra trước mũi và quay cho các anh chị xem chiếc mũi, cái mũi của cái cano với kích thước là 4m5 cao nước các anh chị. Mũi rất là sắc sảo và nhìn rất là bán luôn các anh chị. Khi mà cái dáng của chiếc cano với kích thước là 4m5 cao nước này xuống sông thì cực kỳ là nổi bật luôn ha. Ở phía sau thì sẽ có chỗ ngồi để anh chị là có thể là lái dàn láp đuôi tôm luôn. Đối với sản phẩm này thì bên Trung Tính Composite sẽ bảo hành cho các anh chị là 20 năm đi lại. Và trọng tải, sức tải của chiếc này thì hoàn toàn có thể là tải cho các anh chị là từ 800 đến là 900kg. Thì chuẩn bị tiếp tục, đây sẽ là quá trình lên hàng của chiếc cano 4m5 cao nước của anh Hoang ở sông Cầu, Phú Yên. Tiếp tục được lên xe hai các anh chị. Sau đây thì em cũng xin cảm ơn anh Hoang đã quan tâm và ủng hộ Trung Tính Composite một chiếc cano với kích thước là 4m5 cao nước nha. Tiếp tục chuẩn bị lên hàng ngày hôm nay sẽ là một chiếc xuồng cắt lái với kích thước là 5m4 ở phiên bản là siêu tải mẫu mới các anh chị. Thì đối với mẫu này là bên Trung Tính Composite mới vừa ra mắt khoảng tầm 1 tháng mấy 2 tháng gần đây thôi các anh chị. Tuy nhiên là được sự ưa thích cũng như là ưa chuộng của rất nhiều anh chị trên toàn cả nước Việt Nam, miền Bắc, miền Trung, miền Tây, miền Đông. Coi là chiếc xuồng cắt lái 5m4 này là được mở rộng ra lên đến là 1m luôn các anh chị. Còn về phần chiều cao mực nước thì là cao 40cm, rất là cao và rộng luôn ha các anh chị. Mở rộng về phần chiều ngang và cũng như là về phần chiều cao thì chiếc xuồng cắt lái 5m4 siêu tải ở mẫu mới này cũng là tăng thêm cái độ dày thì nó mới chịu được cái trọng tải mà chiếc xuồng này có thể là tải ha. Sau đây thì em sẽ quay về độ dày cho các anh chị xem nè. Đối với độ dày của chiếc xuồng này cực kỳ là dày, dày gấp đôi so với những cái mẫu vọt luôn các anh chị.
Thì ngoài cái mẫu bo bo là em tặng kèm bẩn ở dây cong số 2, thì đối với riêng mẫu xuồng cắt lái 5m4 siêu tải mẫu mới này, em cũng tặng kèm theo cho các anh chị ở dây cong số 2 một cái bẩn này luôn ha các anh chị. Và ở phía sau lái thì cũng có một cái chỗ ngồi để anh chị có thể là ngồi lái đuôi tôm. Và có một cái chữ U ở đây để anh chị có thể là cố định buộc cái xuồng của mình lại. Và đối với những anh chị khách nào muốn làm thêm bẩn ở bất kỳ dây cong nào ở phía sau này nè các anh chị, thì sản phẩm rộng 1m này chỉ cần phát sinh thêm cho các anh chị là 300.000 thôi. Còn đối với những cái sản phẩm mà dưới 1m đó các anh chị, thì khi mà mình làm bẩn thì chỉ cần phát sinh thêm là 200.000 thôi. Đó. Đối với mẫu này thì anh chị có thể thấy là đây là phần chiều sâu ha, rất là rộng và cao luôn, tạo nên một cái khoang để chứa đồ, chứa cá cho các anh chị rất là bự. Và tiếp tục dần về phía sau thì ở mỗi giữa dây cong sẽ có lỗ dẫn nước đây, là để cho anh chị có thể là thuận tiện hơn trong việc tắt nước. Anh chị có thể thấy là đối với từng mỗi dây cong thì sẽ được cao lên tới bên trên be nè các anh chị, tạo nên một cái độ chắc chắn và cứng cáp cho chiếc xuồng của mình trong quá trình anh chị đi lại trong suốt 20 năm. Trung tính công xích sẽ bảo hành cho các anh chị về vấn đề này. Và tiếp đến đây thì đối với chiếc xuồng cắt lái 5m4 siêu tải mẫu mới này, ở bên em sẽ được giao đi cho anh khách tên là anh Văn Thành ở Hòa Vang, Đà Nẵng. Thì sau đây em cũng xin báo giá trong thời điểm hiện tại em giao đi cho anh khách Văn Thành này, để những anh chị có thể là có giá tham khảo ha các anh chị. Thì anh chị ở miền Bắc sở hữu chiếc xuồng cắt lái 5m4 siêu tải mẫu mới, chiều rộng ngang là 1m, cao 40, sức tải là 850 đến là 900kg. Thì anh chị ở miền Bắc sở hữu chỉ với giá là 9.3 triệu, anh chị ở miền Trung sở hữu chỉ với giá là 8.8 triệu, anh chị ở miền Nam sở hữu chỉ với giá là 8.3 triệu, và anh chị ở miền Đông sở hữu chỉ với giá là 8.6 triệu. Thì giá này là đã bao gồm phí vận chuyển cho các anh chị, đồng thời là bảo hành cho các anh chị là lên đến 20 năm đi lại. Có tặng kèm theo cho các anh chị là dầm, bộ máy và cục hung để anh chị có thể là kê cái nền máy của mình ở đây, chống bào mòn cái phương tiện thủy của mình ha các anh chị. Tiếp theo sẽ là quá trình lên hàng một chiếc xuồng cắt lái với kích thước là 5m4 ở phiên bản siêu tải, được lên cho anh Thành ở Đà Nẵng ha các anh chị. Thì sau đây em cũng xin cảm ơn anh Thành đã quan tâm và ủng hộ Trung Tính Composite một chiếc xuồng cắt lái ở phiên bản là siêu tải mẫu mới này nha các anh chị. Đó. Mẫu này là thì bên em là tự tin giao đi đến cho các anh chị cực kỳ là vừa ý luôn. Rất là dày và cũng như là rộng về phần chiều ngang và chiều cao cũng được mở rộng ra luôn các anh chị. Đó. Mẫu này rất là đẹp ha. Sau đây em sẽ quay phần ở phía dưới cho các anh chị xem nha. Sản phẩm này là bên em là sẽ bảo hành cho các anh chị lên đến là 20 năm đi lại, nên là anh chị hoàn toàn yên tâm trong quá trình đi lại của bên mình luôn nha các anh chị. Tiếp tục được lên hàng ngày hôm nay sẽ là một chiếc vỏ lãi với kích thước là 6m3 ở phiên bản là siêu tải ở bên em nha các anh chị. Thì chiều rộng ngang của chiếc vỏ lãi 6m3 này sẽ là rộng 1m1, chiều cao mực nước sẽ là cao từ 45 đến là 50cm. Thì do là cái khuôn của vỏ lãi thì ở phía trước mũi các anh chị thì sẽ được ốp vô trong, làm nên cái sự chạy vọt hơn cho các anh chị. Từ đó là cái độ sâu của nó là sẽ sâu hơn. Càng dần về phía sau thì sẽ được mở rộng ra hai bên để tạo nên sự vững vàng cho các anh chị. Và đồng thời là để giúp cho cái dàn lá đuôi tôm của mình được tiếp xúc nhiều với nước. Thì cái sự gót nhẹ xuống ở phía sau lái sẽ được gót nhẹ xuống là 45cm, cao là từ 45 đến là 50cm là vậy đó các anh chị. Thì ở phía trước mũi thì sẽ tạo nên một cái sự vọt, và ở phía sau thì sẽ tạo nên một cái sự vững vàng. Từ đó là nó làm nên một chiếc vỏ lãi rất là đẹp và tải được nhiều hàng cho các anh chị. Đồng thời là cũng không mất đi cái sự vọt cũng như là cái sự chạy tốc độ của bên mình ha các anh chị. Đó. Thì đối với chiếc này ngày hôm nay sẽ được giao đi cho anh khách bên em tên là anh Thăng ở Hải Phòng. Đây là ở phía sau nè. Thì em sẽ quay cho các anh chị xem về phần nền máy rất là cao và cũng như là chắc chắn. Từ đó là anh chị có thể là để những cái máy lớn thì hoàn toàn có thể là được các anh chị, không ảnh hưởng gì đến cái phương tiện thủy của mình. Tiếp đến thì ở bên đây sẽ có một cái chỗ ngồi để anh chị có thể là ngồi lái dàn lắp đuôi tôm. Và ở phía dưới cũng sẽ có một cái hộc để anh chị có thể là đựng đồ, và mình khóa lại ở đây luôn ha các anh chị. Và hai bên thì sẽ có nẹp bằng cao su, và cũng như là ở phía sau cũng có nẹp cao su để chống bào mòn cái phương tiện thủy của bên mình.
cách khoảng 3 dây cong từ phía sau thì dần về phía trước. Ở mỗi giữa dây cong đều có một cái lỗ dẫn nước để anh chị thuận tiện hơn trong việc tắt nước. Thì khi mình lái chạy dàn lắp đuôi tôm, các anh chị mình có thể là ngồi và tắt nước ở chỗ này, không làm lỗ dẫn nước ở phía sau để tránh trường hợp là nó chảy ra phía sau lái và làm khẩm cái lái của bên mình ha các anh chị. Đó, chỉ cho nước là dẫn đến đây thôi. Và những cái dây cong này thì sẽ được cao lên tới lên trên be nè các anh chị. Và đồng thời là cách khoảng là 2 dây cong thì sẽ tạo nên một cái trụ như vậy để anh chị có thể là có một cái sự chắc chắn về khung xương của chiếc vỏ lãi của mình trong quá trình mà mình đi lại. Sau đây thì em cũng xin báo giá tham khảo trong thời điểm hiện tại em giao đi cho anh khách anh Thăng ở Hải Phòng này của em. Thì để những anh chị có nhu cầu sở hữu một chiếc vỏ lãi 6m3 giống như anh Thăng thì hoàn toàn có thể là có giá tham khảo trong thời điểm hiện tại luôn. Thì đối với những anh chị ở miền Bắc muốn sở hữu một chiếc vỏ lãi 6m3 phiên bản siêu tải này thì chỉ với giá là 13.800.000, anh chị ở miền Trung sở hữu chỉ với giá là 12.800.000, anh chị ở miền Nam sở hữu chỉ với giá là 11.200.000. Thì giá này bên em là đã bao gồm phí vận chuyển, đồng thời là bảo hành cho các anh chị lên đến là 20 năm đi lại. Có tặng kèm theo cho các anh chị là một cây dầm, một bộ máy và một cục thun. Thì đối với chính sách bảo hành của bên Trung Tính Composite là bảo hành keo của những chiếc vỏ lãi này cho các anh chị trong quá trình 20 năm anh chị đi lại. Nếu như mà có gặp bất kỳ vấn đề nào, lỗi kỹ thuật do bên nhà sản xuất thì Trung Tính Composite hoàn toàn là bảo hành sửa chữa miễn phí cho các anh chị. Đối với những anh chị khách mà ở xa không thể đến tặng cơ sở để sửa chữa thì bên Trung Tính Composite là sẽ gửi keo cho các anh chị và gửi clip hướng dẫn, đảm bảo là anh chị có thể là tự sửa chữa cái chiếc phương tiện thủy của bên mình. Còn trường hợp mà những anh chị khách có thể là đến tặng cơ sở để có thể là bảo hành thì Trung Tính Composite là hoàn toàn là hỗ trợ cho các anh chị trong suốt 20 năm do vấn đề của kỹ thuật ha các anh chị. Còn mà trong quá trình mà mình đi lại có gặp bất kỳ sự cố nào do mình tự gặp sự cố các anh chị thì Trung Tính Composite cũng sẽ là hỗ trợ phần nào cho các anh chị trong suốt quá trình mà anh chị đi lại, nên là anh chị hoàn toàn có thể là yên tâm ha. Đối với chính sách bảo hành bên Trung Tính Composite bán rất là có trách nhiệm luôn các anh chị, là sẽ cùng anh chị trong suốt 20 năm chứ không phải là bán xong rồi thôi đâu các anh chị, nên là từ đó là được sự tin tưởng và cũng như là ủng hộ của anh chị trong suốt thời gian qua rất là nhiều, và tin tưởng bên Trung Tính Composite ha, một trong những nơi cung cấp phương tiện thủy chất lượng và cũng như là làm ăn uy tín đến khách hàng có trách nhiệm. Thì bên em là bán cho một anh khách và hy vọng là sẽ là giới thiệu đến nhiều anh khách khác chứ không phải là chỉ bán cho một khách đâu các anh chị, nên là anh chị hoàn toàn yên tâm về vấn đề uy tín và cũng như là trách nhiệm của Trung Tính Composite. Sau đây là quá trình lên hàng chiếc vỏ lãi với kích thước là 6m3 ở phiên bản siêu tải đi cho anh Thăng ở Hải Phòng. Thì sau đây thì em cũng xin cảm ơn anh Thăng đã quan tâm và ủng hộ Trung Tính Composite một chiếc vỏ lãi 6m3 phiên bản siêu tải lái 1m1, cao 45-50cm, sức tải là từ 800-900kg. Tiếp tục được lên hàng ngày hôm nay sẽ là một chiếc vỏ lãi với kích thước là 5m4 ở phiên bản là vỏ vọt các anh chị. Đối với chiều rộng ngang của chiếc vỏ lãi 5m4 vọt này thì sẽ là rộng là 90cm các anh chị. Và phần chiều cao mặt nước của chiếc vỏ lãi 5m4 là sẽ là cao cho các anh chị là 35cm. Sức tải của chiếc vỏ lãi này thì sẽ tải cho các anh chị là từ 500-550kg. Do là chiếc này hồi ngày hôm qua các anh chị là bị mắc mưa nên là hiện tại là những cái cát nó dâng lên nên là nhìn nó hơi bụi xíu các anh chị. Tuy nhiên là trong quá trình mà mình đi lại tiếp xúc với nước thì những cái bụi này nó xuống là chiếc vỏ lãi của mình nhìn rất là sáng bóng các anh chị ơi. Thì tiếp đến sau đây là chiếc vỏ lãi với kích thước là 5m4 phiên bản vọt này sẽ được giao đi cho anh khách bên em tên là anh Thuận ở Hoài Ân, Bình Định. Anh chị có thể thấy là đối với mẫu vỏ lãi bên Trung Tính Composite là ở mỗi giữa dây cong luôn có lỗ dẫn nước để anh chị thuận tiện hơn trong việc tắt nước, và dây cong thì được cao lên tới bên trên be này các anh chị. Sẽ có chỗ ngồi cho các anh chị, ở dưới sẽ có là hộc để anh chị có thể là đựng đồ. Phía trước thì sau đây em sẽ mở nắp sạp ra cho các anh chị xem nha. Anh chị có thể là chứa đồ ở trong đây luôn và mình hoàn toàn có thể là khóa lại.
sau đây thì em cũng xin báo giá tham khảo trong thời điểm hiện tại cho những anh chị khách nào muốn sở hữu một chiếc vỏ lãi với kích thước là 5m4 ở phiên bản vọt này, giống như anh khách anh Thuận ở Bình Định này của bên em. Thì anh chị ở miền Bắc sở hữu chỉ với giá là 9,3 triệu, anh chị ở miền Trung sở hữu chỉ với giá là 8,7 triệu, anh chị ở miền Nam sở hữu chỉ với giá là 7,2 triệu và anh chị ở miền Đông sở hữu chỉ với giá là 7,5 triệu. Giá này là bên em đã bao gồm phí vận chuyển cho các anh chị, đồng thời là bảo hành cho các anh chị lên đến là 20 năm, có tặng kèm theo cho các anh chị là một cây dầm, một ngỗng mái và một cục khung để anh chị có thể là kê cái nền mái của mình ở đây ha các anh chị. Thì đối với những cái mẫu vỏ bên Trung Tính nè, sẽ có là hai cái lỗ cho các anh chị để anh chị có thể là đặt dàn láp của mình. Ví dụ như dàn láp của mình mà dài á các anh chị thì mình có thể là đặt ở cái lỗ đầu tiên này, còn nếu như mà dàn láp mình ngắn thì mình có thể là điều chỉnh ở phía sau, từ đó là nó làm nên linh hoạt hơn cho cái sự đặt mái dàn láp đuôi tôm của bên mình luôn. Sau đây là quá trình lên hàng chiếc vỏ lãi với kích thước là 5m4 ở phiên bản vọt đi cho anh khách bên em tên là anh Thuận ở Bình Định các anh chị. Thì em cũng xin cảm ơn anh Thuận đã quan tâm và ủng hộ Trung Tính Composite một chiếc vỏ lãi với kích thước là 5m4 ở phiên bản vọt. Thì đây là hai bộ máy, một bộ ở trên là mã lực của nó là 6.5 mã lực ở cốt thẳng và xài cắt đăng các anh chị. Đối với nguyên trọn bộ này thì anh chị sở hữu chỉ với giá là 4,5 triệu. Còn ở phía bên dưới thì bộ này sẽ là cũng là ở cốt thẳng, tuy nhiên là xài bố đạn thì chỉ trên lệch là 100 ngàn thôi các anh chị, là chỉ với giá là 4,6 triệu thì anh chị sẽ sở hữu nguyên trọn bộ như vậy. Một chút xíu quay clip xong thì em sẽ quay cho các anh chị là cắt đăng là như thế nào và bố đạn là như thế nào để anh chị có thể là lựa chọn thích hợp trong quá trình mà mình đi lại ha. Tiếp đến thì đây là cái bộ dàn láp ở cúc thẳng và anh khách bên em là xài cắt đăng các anh chị. Thì đối với nguyên cái dàn láp inox trọn bộ này nè các anh chị là chỉ với giá là 1,7 triệu thôi, còn trường hợp mà anh chị xài bố đạn thì chỉ với giá là 1,8 triệu. Thì đây em sẽ quay cho các anh chị xem ha. Đối với đây là cắt đăng thì cái bộ mà anh chị mới nãy sở hữu là 4,5 triệu các anh chị, và mình sẽ xài cắt đăng này, còn mà mình xài bộ 4,6 triệu thì đây là sẽ là xài bố đạn ha. Đó, thì sự chênh lệch giữa bộ xài bố đạn và cắt đăng chỉ chênh lệch 100 ngàn thôi. Thì em theo lời khuyên của em thì anh chị nên đầu tư 100 ngàn nữa cho cái bộ máy của mình. Thì đối với cái độ bền của cái bố đạn này là gấp 4-5 lần so với cái cắt đăng luôn các anh chị. Và đối với anh chị nào mà sở hữu nguyên trọn bộ máy bên Trung Tính Composite thì em gửi đến các anh chị những cái ống bô này là các anh chị là chỉ với giá là 50 ngàn khi mà anh chị sở hữu trong bộ máy ha. Còn đối với những anh chị khách nào mà mua lẻ thì chỉ với giá là 75 ngàn. Khi mà mình sở hữu nguyên trọn bộ mình mua thêm cái ống bô thì sẽ được ưu đãi hơn. Trong trọn bộ thì em cũng sẽ tặng kèm theo cho các anh chị là những cái cục thun nè các anh chị, cũng như là bên trong đây sẽ là cái cản cỏ bằng inox cũng tặng kèm theo cho các anh chị luôn. Và đây là những cái bộ máy cũng là bằng inox tặng kèm theo cho các anh chị luôn ha các anh chị. Và trong bộ khi anh chị sở hữu, ngoài những cái phụ tùng này ra thì bên Trung Tính Composite còn tặng cho các anh chị là một chai nhớt. Thì nhớt là nhớt Castrol nha các anh chị, để em quay cho các anh chị xem nha. Thì đây là nhớt là 800ml ha các anh chị, thì dành cho những cái máy với mã lực nhỏ. Còn đây là những chai nhớt với 1 lít là chạy cho những cái máy với mã lực lớn các anh chị. Đó, chỉ là quà tặng thôi, nhưng mà Trung Tính Composite là cũng sẽ là lựa chọn những cái quà tặng chất lượng đến tay người tiêu dùng cho các anh chị luôn. Và tiếp sau đây thì đây là những cái chân vịt ha các anh chị. Thì bên Trung Tính Composite là sẽ có là hai loại kiểu chân vịt. Một loại là truyền thống như từ hồi đó giờ mình xài cái quy cách đó các anh chị, là cái chiều dài của nó là sẽ là dài và bự hơn nè các anh chị, tuy nhiên là cái cùi của nó là sẽ là ngắn hơn, nó sẽ là mỏng ở phía dưới hơn. Còn ngoài ra sau này thì sẽ có thêm một loại đó là chân vịt Thái các anh chị. Thì đối với chân vịt Thái á, là cái cánh của nó là sẽ tròn hơn và ngắn hơn, tuy nhiên là cái cùi của nó sẽ là dài hơn. Thì so với chân vịt Thái này á các anh chị, là anh chị cứ báo bên em là máy anh chị bao nhiêu mã lực thì em sẽ lấy đúng với cái chân vịt mà các anh chị chạy, không có đo giống như là những cái chân vịt truyền thống trước đây của mình ha. Thì nhiều khi em gửi những cái chân vịt này đến cho những anh khách bên em thì những anh khách nói là ủa sao nhìn nó ngắn quá vậy, nó không giống như là những cái chân vịt truyền thống trước đây mình xài. Thì em cũng hơi giải thích một điều, đó là chân vịt Thái này là do cái cùi của nó dày nè các anh chị, và cái dạo nước của nó là rộng, nên là từ đó là cái quy cách của nó là đo sẽ là khác so với những cái chân vịt truyền thống, nên là em mới phân biệt ra là giữa chân vịt quy cách truyền thống và chân vịt Thái. Thì các anh chị có thể là lựa chọn ha.
Và một cái điều khác biệt giữa chương vịt truyền thống và chương vịt Thái duy nhất, lớn nhất đó chính là cái dạo nước nè các anh chị. Đó. Đối với chương vịt Thái này thì cái dạo nước của nó sẽ là bự hơn. Thì anh chị chạy khi mà mình quắn vào những lục bình hoặc là cỏ đó các anh chị, rất là khó mà dính vô đây ha, nó sẽ tuôn ra luôn. Đó. Và đặc biệt là bắt nước rất là nhiều cho các anh chị. Thì đối với những anh chị khách nào có nhu cầu nâng cấp cái máy mình lên để chạy tốt hơn thì em khuyên là anh chị nên đầu tư cho bên mình một cái con chương vịt Thái giống như vậy các anh chị. Còn về chất lượng thì bên Trung Tính Composite là luôn cung cấp đến các anh chị là những cái chương vịt là chuyên là bằng inox 304, chỉ duy nhất là một loại inox 304 thôi các anh chị. Còn những cái phụ tùng và những cái dàn lát này nè thì dành cho những anh chị khách nào mà ở vùng nước ngọt thì mình có thể là sử dụng dàn lát inox 201. Còn những anh chị khách ở vùng biển nước mặn các anh chị thì mình nên sử dụng là dàn lát inox 304. Đó, là bên dàn lát thì sẽ có là hai loại. Còn bên chân vịt thì chỉ có duy nhất là xài inox 304, hàng chất lượng nhất cho các anh chị. Đó. Thì em sẽ quay sơ ngang về những cái mẫu dàn lát. Đây là 6.5 mã lực ở cốt thẳng nè các anh chị. Còn ở dưới đây thì sẽ là từ 9 mã lực đến là 20 mã lực. Và ở bên đây thì sẽ là 6.5 mã lực ở cốt xéo. Đó. Thì sau đây em sẽ quay sơ ngang về phần độ dày của cái dàn lát này cho các anh chị xem ha. Đối với dàn lát của bên Trung Tính rất là dày ha các anh chị. Và mối hàng thì được hàng ở bên trong và bên ngoài, từ đó là nó tạo nên một cái sự chắc chắn hơn cho cái dàn lát của mình. Thì anh chị có thể thấy là đối với dàn lát này là nó ánh lên được ánh titan, chứng tỏ đây là một dàn lát inox ha các anh chị. Những dàn lát không phải là inox thì không có cái sự ánh titan này lên đâu các anh chị. Tiếp đến thì đối với những ống lát này của bên Trung Tính Composite thì sẽ được là quấn bạc cây cố định ở hai đầu, và tiếp theo ở dài đến cuối cái đầu bên đây thì sẽ là quấn dây và cũng cố định một cái bạc cây ở phía đầu này nữa cho các anh chị. Đó. Và ở bên trong này sẽ có cái lỗ để anh chị có thể là tra dầu, tra mỡ bò, từ đó là nó làm nên cái sự trơn tru hơn cho cái dàn lát của mình, nó sẽ quay tốt hơn trong cái cốt ở bên trong của mình ha. Và cốt ở bên trong đây là cốt đặc luôn ha các anh chị, rất là nặng và sắc sảo chắc luôn. Thì hai cái bộ máy của hai anh khách mua phương tiện thủy bên em đã được lên xe hết các anh chị. Đây là cái dàn lát cũng được lên xe luôn. Sau đây thì để đặt hàng giống như những anh chị khách của em ngày hôm nay thì anh chị chỉ cần liên hệ vào số điện thoại là 0923451926 hoặc là 0939333400. Số điện thoại em có để trên màn hình đó các anh chị. Và ngoài số điện thoại đặt hàng cũng như là tư vấn ra thì em cũng để số điện thoại là 0911756789 để trường hợp anh chị muốn gặp trực tiếp em và mình góp ý, khi mà gọi nhân viên không nghe máy thì có thể là gặp trực tiếp em luôn ha các anh chị. Và em cũng xin lưu ý một điều là đối với bên Trung Tính Composite chỉ sử dụng duy nhất một số tài khoản tên là Huỳnh Thị Tuyết Trinh thì mới đúng. Anh chị nhớ lưu ý điều này giùm em nha. Và anh chị xem xong clip nhớ bấm đăng ký vào nút màu đỏ ở phía bên dưới video này giùm em, thì sẽ là một trong những điều em rất là trân trọng để có thể là hàng ngày quay clip gửi đến các anh chị, cung cấp đến các anh chị những cái hình ảnh thiết thực của bên Trung Tính Composite về sản phẩm cũng như là báo giá. Kế bên cái nút màu đỏ sẽ có cái nút chuông, thì khi em đăng ra bất kỳ clip nào anh chị sẽ là một trong những người xem đầu tiên, và YouTube cũng sẽ là tự động thông báo cho các anh chị để không bỏ lỡ những cái clip của em nha. Sau đây là em xin kính chúc tất cả các anh chị luôn có thật là nhiều sức khỏe để luôn đồng hành cùng Trung Tính Composite, một trong những nơi cung cấp phương tiện thủy và máy chính hãng đến tay khách hàng. Sau đây là em xin chào ạ.